Xin chào các bạn nha. Mình đang chuẩn bị một combo tranh chai nhỏ cho bạn khách. Thì bức tranh này là có size 15x20, đây là cỡ A5, nửa thừa A4 ấy. Thì có ván gỗ in màu sẵn này, mẫu in màu, cái này mình tặng bạn. Một keo 502, một keo sữa, dụng cụ gồm thìa, nhíp, que gỗ và gạo rang. Gạo dài 1 đến 10 và gạo nhỏ từ 1 đến 4. Đã. Mình có chuẩn bị cho bạn đấy. Về các bước làm tranh gạo thì bạn sẽ tham khảo các video khác trong cái kênh của mình. Trong đó nộp có 3 video với từ khóa là hướng dẫn làm tranh gạo. Các bước, bước 1, bước 2, bước 3. Bước 1 là gắn, bước 2 là đổ, bước 3 là hoàn thiện. Thì nói về cái bước gắn á, thì bạn quan sát bức tranh này, nó dùng toàn bộ là cái màu số 10 này để gắn. Có nghĩa là bạn sẽ định hình cành cây nào ở cái tháp này, những cái hình dáng của nó, những cái đường, những cái ô cửa thì bạn sẽ gắn trước. Những cái đất này bạn gắn trước. Các cái ông người, cô gái này thì bạn cũng gắn những cái đường, đường áo, đường quần bên ngoài nhá, trước. Tay chân cũng như là cặp sách, đường đất và chữ, chữ bạn cũng dùng màu 10 này luôn đã để gắn. Đó, sau khi gắn xong thì bạn dùng cái màu 1 này đi. Bạn sẽ gắn một cái đường chạy xung quanh, nó gọi là chu vi bức tranh, bốn cạnh nhé. Để chặn gạo không, khi mà bạn đổ gạo nó không bị trôi ra. Đó, sau đó thì bạn sẽ đổ gạo. Đổ thì bạn cứ so sánh. Trong 10 màu gạo này thì mình có chuẩn bị có những màu nhiều, có những màu ít. Đó. Tương ứng với việc là bạn sẽ dùng và đúng những cái vị trí này. Ví dụ như màu 1 mình dùng chuẩn bị nhiều này, có nghĩa là trời nó sáng. Đó, trời sáng nhiều. Rồi những màu khác đúng vị trí của nó nhé. Bạn cứ so sánh là bạn sẽ ra thôi, bạn sẽ làm được thôi. Đó, chỗ nào gạo nhỏ, chỗ nào gạo dài. Đó, cây thì 4 màu gạo nhỏ này, rồi tháp cũng có những cái màu gạo nhỏ của nó, thì bạn cứ so sánh vật lọc và lựa thôi. Rồi những cái chỗ chi tiết còn lại như là đất này. Đất cũng là một màu, đất nó là màu 9 đấy này. Rồi đất của tháp nó là màu 8 đấy này. 8 này cũng dùng cho bóng nước. Rồi áo chàng trai đấy, cũng là màu 8. Màu 7 thì là nó sẽ ôm vào màu 8 này để nó tạo thành cái dòng nước êm như này. 7 sau đó 6, 5, 4, 3, 2 đấy. Tức là mỗi màu bạn nhả một ít. Rồi nón trắng và quần trắng thì là màu 1. Nó lên lên trời. Trời thì ở góc nó có màu vàng hơn thì bạn sẽ dùng 1, 2, có thể là thêm một chút 3 cũng được. Đó. Thì bạn có thể tham khảo video này và vừa làm thì bạn sẽ vừa hiểu hơn. Cứ xem cách làm tranh gạo rồi xem một vài bức mẫu mình làm thì bạn sẽ hiểu hơn về cách làm tranh gạo, và chúc bạn sẽ làm được một bức tranh thật là đẹp. Các bạn khác thì mình hy vọng là video này sẽ hữu ích cho các bạn. Vừa là một tài liệu tham khảo, vừa là có thể là những cái mẫu mình đưa ra thì nó rất là ít so với những cái mẫu mà hiện mình có. Thì các bạn thích mẫu nào thì có thể là chọn và gửi cho mình. Mình sẽ cung cấp cho các bạn theo yêu cầu. Ok, video đến đây cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn có nhu cầu mua các cái combo tranh gạo cũng như là mua tranh gạo hoàn thiện thì có thể liên hệ với mình là Sơn, xưởng tranh gạo. Ok, xin chào mọi người.